đúng ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch, trời thương Phật độ, sáu con giáp trúng số liên tiếp, tiền vàng ùn ùn kéo về chật két. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lần đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ngày Tân Sửu thì vận đỏ như son. Đây là sáu con giáp sẽ có những cái bước chuyển mình mạnh mẽ, giàu có nhất nhì thiên hạ phú quý chạm tay, vận may thì cứ ùn ùn kéo đến. Bước sang ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm 2024, ngày Tân Sửu thì những con giáp này sẽ trở thành những đứa con cưng của thần may mắn. Hễ bước chân ra đường thì sẽ đón nhận được cái vận may, một số người sẽ may mắn có được cái cơ hội trúng số đổi đời, một số người thì nhặt được tiền, một số người sẽ tìm kiếm được những cơ hội làm ăn kinh doanh khiến cho tiền bạc nó cứ ùn ùn kéo về chật két. Trong ngày hôm nay, các bạn sẽ gặp được cái thời cơ để chứng minh cái năng lực làm việc của bản thân với cấp trên cũng như là với đối tác đem về cho công ty những cái bản hợp đồng có giá trị bạc tỷ vì thế à, các bạn sẽ nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng không hề nhỏ à, những con giáp này cũng nên tận dụng ngày hôm nay để mà phát triển cái mối quan hệ cá nhân để học hỏi thêm những cái kinh nghiệm từ những cái người đi trước các bạn cũng sẽ gặp được những người thầy tuyệt vời để mà học hỏi được những kinh nghiệm quý giá bên cạnh đó các mối quan hệ giữa những người đang độc thân trong thời gian này với những người khác giới thì cũng khá là tốt đẹp Vì thế nếu ai mà có ý định tiếp cận thì các bạn nên mở lòng mình ra để cho người ta một cơ hội xem sao Đừng có bỏ qua bất kỳ một cơ hội tốt nào các bạn nhé và một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm 2024, ngày Tân Sửu. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem mình có nằm trong một trong những con giáp may mắn này không quý vị nhé. À, thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch, ngày Tân Sửu thì chúng ta biết cục diện đầu tiên là gì? Tị Dậu Sửu là tam hợp. Vậy nên để nhắc đến con giáp may mắn thì chúng ta không thể bỏ qua những người tuổi tuổi Tị. Đúng không? Thì đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, thưa quý vị, trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ngày Tân Sửu những người tuổi Tị được cục diện là Tị Dậu Sửu tam hợp. Bên cạnh đó chúng ta có Tị Hỏa lại sinh ở Sửu Thổ lại được cục diện ngũ hành tương sinh. Nó mang lại những cái dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên của những người tuổi Tị trong thời gian này thì những người độc thân thì sẽ chủ động hơn trong cái chuyện tình cảm và sẵn sàng tìm cách để tiếp cận người mình thương yêu. cái tính chủ động sẽ giúp cho các bạn nhanh chóng kéo gần cái khoảng cách với đối phương. à các bạn hãy gì là người chủ động nói về những sở thích chung, những cái quan điểm sống phù hợp như vậy thì cái mối quan hệ đôi bên nó sẽ được gì ấm lên vô cùng nhanh chóng. bên cạnh đó, cùng diện tam hợp cũng sẽ mang lại cái vận may cho quý vị trong thời gian này những người tuổi tuổi tỵ sẽ có thời cơ để mở rộng cái công việc kinh doanh đấy công việc thì nó hanh thông và con đường quân lộc sự nghiệp thì cũng sẽ được gì à, thuận buồm xuôi gió các bạn không những hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ được giao mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người gây ấn tượng sâu sắc với những người làm lãnh đạo bên cạnh đó trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi tỵ nói chung ý, nhìn chung là cũng ổn định không có gì đáng phải lo ngại cả tuy nhiên các bạn vẫn nên để ý đến cái vấn đề ăn uống đi lại đừng để cho cái gặp sự cố hay là cái thương tật nào quá lớn. À, về vận trình tài lộc ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch thì nói chung là cái tài lộc khá là thuận lợi. Nói chung lại được cục diện tam hội tỵ ngọ mùi nó tương trợ nữa. Vậy nên là những người tuổi tỵ thì may mắn song hành, đấy cát tinh thì soi chiếu. Vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tỵ hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu xíu để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng học quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tỵ đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay ấy, không ai khác đó chính là những chú gà những người tuổi dậu. À, kính thưa quý vị. À, trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ngày Tân Sửu thì dưới cái sự tác động của cục diện tam hợp là Tị Dậu Sửu. Vậy nên những người tuổi Dậu có thể gặp được những cái người đồng nghiệp hay là những cái đối tác đắc lực trong cái ngày hôm nay. Đối phương đưa ra nhiều cái gợi ý hữu ích giúp cho các bạn gì có thể là thực hiện cái công việc của mình được cách thuận lợi hơn. Những người làm đầu tư, những người làm kinh doanh thì có thể nhận được ra cái điểm mạnh của mình để mà đầu tư đúng hướng Nhờ thế mà các bạn không mất quá nhiều công sức mà vẫn có thể thu hoạch được một khoản tiền bội thu khiến cho mọi người đều phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, tài vận trong cái ngày mùng 1 đầu tháng, nói chung ý, cũng ở mức khá, lương và thưởng đều có dấu hiệu được tăng trưởng nhờ các khoản đãi ngộ. Bên cạnh đó, cái việc làm ăn kinh doanh của những người tuổi dậu thì cũng đều được diễn ra thuận lợi hanh thông. À, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay là mở rộng vào cái lúc này, thì quý vị cũng cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính. Nếu không ấy, sẽ dễ bị thất thoát. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại được cục diện ngũ hành tương sinh, xỉu thổ sinh dậu kim. Vậy nên cái sự vui vẻ và cái sự lạc quan chính là cái điều mà mọi người yêu thích ở những người tuổi dậu. Các bạn hãy phát huy cái điểm mạnh của mình. Các bạn có thể sẽ gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh và nhanh chóng tìm được những cái người phù hợp một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những người tuổi Dậu quan sát may mắn thứ hai trong chương trình ngày hôm nay và để bảo vệ những thành quả mình đang có để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc tình duyên thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị Dậu sửu để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349619 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ hai. À thưa quý vị, à, tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ấy, ngày Tân Sửu thì không ai khác đúng không ạ? Đó chính là những chú chuột, những người tuổi Tý. À, những người tuổi Tý trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch được cục diện là Tý Sửu là cục diện nhị hợp. Đấy. À, trong thời gian này những người tuổi Tý nên tranh thủ làm cái việc quan trọng do được cục diện là nhị hợp, đó, tí xỉu nhị hợp kèm theo là gì? Hợi tí sửu là tam hội vừa được lục hợp lại vừa được cái tam hội nó nâng đỡ nên ngay khi vừa mới bắt tay vào thực hiện các bạn sẽ nhận thấy có nhiều cái yếu tố thuận lợi nó xuất hiện quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong ngày hôm nay có thể giúp các à, bạn có tìm... cách nhìn mới mẻ hơn về sự việc à, những người trẻ tuổi nên tranh thủ cái cơ hội này để học hỏi thêm những cái điều hay giúp ích rất nhiều cho cái sự nghiệp của các bạn trong tương lai bên cạnh đó à, tài vận trong ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch của những người tuổi tý nói chung là cũng khá là vượng công việc xuân sẻ hứa hẹn cái thu nhập của các bạn cũng được tăng tiến đặc biệt những người làm ăn kinh doanh có thể chủ động đẩy mạnh cái kinh doanh buôn bán và đầu tư à, sẽ có cái cơ hội thu về cái khoản lợi nhuận không hề nhỏ khi mà thị trường đang nóng sốt bên cạnh đó về mặt tình cảm nhân duyên của những người tuổi tuổi tý cũng khá là tốt đẹp nhờ có gì cát tinh nó xoay chiếu những người độc thân thì đi đâu cũng được, sẽ được chú ý sớm muộn gì cũng sẽ tìm thấy cái nửa kia phù hợp À, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác, đời sống hôn nhân thì cũng êm đẹp, gia đình thì có nhiều tiên vui. À, tuy nhiên, do quá bận rộn mải mơ với công việc, nên là những người tuổi, những người tuổi Tý nói chung có thể bị lao lực, sức khỏe thì bị giảm sút. Do đó, các bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể nhiều hơn để không bị ngã bệnh vào cái thời điểm tuyệt vời như thế này, đúng không? Và để bảo vệ bản thân cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để mặc trợ mệnh hộ thân. À vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư mà tử thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong ngày hôm nay thì không ai khác đó chính là những chú trâu những người tuổi sửu. À, thưa quý vị à, những người tuổi sửu trong cái ngày mùng 1 tháng 5 năm âm lịch ngày tân sửu thì được thiên ấn nó chiếu mệnh những người tuổi sửu sẽ nhận được cái sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay cấp trên cũng sẵn sàng giao cho các bạn những cái trọng trách lớn lao đó cũng chính là một cái nấc thang để các bạn tiến gần hơn đến những cái quyết định thăng tiến à, những người mà phải tiếp xúc với cái nội dung công việc mới hoặc là cái môi trường mới thì có thể tự tin thể hiện cái quan điểm của mình những cái sáng kiến mới mẻ của các bạn cũng sẽ khiến cho tập thể đều phải kinh ngạc À, có thể các bạn sẽ giúp mọi người để tìm ra cái hướng đi mới để triển vọng hơn nếu mà có ý định xuất hành kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay thì nói chung cũng là một cái ngày cực kỳ tuyệt vời và các bạn tiến hành sẽ được mọi việc được suôn sẻ và hanh thông một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những người tuổi sửu con giáp may mắn tài lộc trong ngày hôm nay và để gia tăng thêm cái vận may cho mình ấy, thì những người tuổi sửu hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, dậu sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân tị rộng xíu mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi xíu đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ngày tân xỉu ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi mão quý vị thân mến những người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều cái may mắn trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ngày đầu tháng. Nếu mà các bạn biết chấp lấy cái thời cơ thì các bạn không chỉ đạt được những thành công viên mãn trong cái vận trình sự nghiệp. Tài lộc, tình duyên cũng có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Bên cạnh đó, trong ngày hôm nay lại được thiên tài là chiếu bệnh. Những người tuổi Mão sẽ có cơ hội phát tài phát lộc vào những cái trò may rủi. Đặc biệt một số người còn may mắn có cái cơ hội là trúng số đổi đời. Cái khoản tiền từ trên trời rơi xuống đó có thể khiến cho các bạn dư giả đó. nhưng các bạn cũng cần phải có một cách quản lý chi tiêu làm sao để hợp lý giúp cho tiền để ra tiền ngày một nhiều hơn bên cạnh đó trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ngày đầu tháng này thì cái phương diện tình cảm của các bạn cũng cần phải là gì chú ý hơn đấy các bạn cần phải chú ý hơn đến cái ngoại hình của mình nhờ đó mà cũng sẽ chinh phục được cái ánh mắt của không ít những người xung quanh đặc biệt là những người khác giới việc các bạn cần làm bây giờ là tin tưởng nhận ra để ai là người thực sự chân thành với mình bên cạnh đó tình hình sức khỏe của những người tuổi mão trong cái ngày hôm nay ấy, nhìn chung cũng khá là ổn định các bạn đã dần biết quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên là cũng không còn phải lao tâm khổ tứ như trước đây nữa à, trong thời gian này thì các bạn cũng tràn đầy sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã đề ra vì vậy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi mão hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để mà trợ vận hộ thân À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Tiếp theo con giáp may mắn thứ sáu trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch ngày Tân Sửu thì không ai khác đó chính là những chú lợn, những người tuổi hợi. À, những người tuổi hợi trong cái ngày Tân Sửu được cục diện là hợi tí Sửu tam hội À, bên cạnh đó công việc của những người tuổi Hợi sẽ được xuân sẻ do có tam hội nó trợ lực nó giúp đỡ à, các bạn được người đi trước dẫn đường chỉ lối gặp khúc mắc thì cũng sẽ được giải quyết kịp thời cái quan hệ với đồng nghiệp à, với mọi người xung quanh ấy, trong thời gian này cũng sẽ là gì à, vô cùng là vui vẻ và hòa thuận thêm nữa trong ngày lại được thực thần nó chiếu mệnh nó giúp đỡ vậy nên những người tuổi tuổi Hợi sẽ ăn nên làm ra có cái sự hoàn trả nợ nần đấy hoặc là giải quyết được những cái việc đã có hẹn từ trước. À, các cuộc họp ngắn mặt, à, các các chuyến đi gặp mặt hay là hội họp à, cũng sẽ diễn ra xuân sẻ trong thời gian này. Nói chung là các bạn cũng có lọc từ khách hàng. À, bên cạnh đó trong ngày hôm nay tiếc rằng cái cục diện là thổ thủy là tương khắc đúng không ạ? Chiếu thổ khác hại thủy. Vậy nên là trong thời gian này đôi bên thì tình cảm dành cho nhau vẫn còn nhưng mà ấy, cũng không thể phủ nhận được những mâu thuẫn dần đang nảy sinh. Đối phương sẽ đưa ra những cái ý kiến áp đặt khiến cho các bạn cảm thấy mệt mỏi và không muốn lắng nghe nữa. À, những người độc thân trong thời gian này thì nói chung ấy mà nhân duyên tốt đến mấy mà các bạn không biết giữ gìn thì cũng sẽ dễ bị tan vỡ. Tình cảm bạn bè thì nảy sinh ra những cái bất đồng. À, các bạn cũng sẽ khó có thể lựa chọn được những cái điều tốt lành trong thời gian này. Vì vậy để bảo vệ cái hạnh phúc mình đang có và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để mà trợ vận hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi hợi. Đó là con giáp may mắn thứ sáu. À, thưa quý vị, à, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch, à, ngày Tân Sửu. Và trong ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm 2024 ấy, chúng ta sẽ có 6 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe đúng không ạ? Chúng số đổi đời trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch đó là những tuổi sau. Một là tuổi Tỵ, hai tuổi Dậu, ba tuổi Tý, bốn tuổi Sửu, năm tuổi Mão và cuối cùng sáu là những người tuổi Hợi. Đây là 6 con giáp sẽ được thần may mắn chiếu mệnh trong cái ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch năm 2024. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế để quý vị có những cái chuẩn bị cho những cái bước đi của mình trong thời gian tới. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.